chung là chú Út thì cũng cái đáng lo nhất là lo cho cái đứa con. Đúng rồi. Chứ ngoài ra ông bà thì cũng không có ao ước gì hết, chỉ chủ yếu là bé Đức có được cái cuộc sống tốt thôi, đúng không? Cho mày nghĩ bây giờ ao ước cái gì? Hả? Ông bà nó thật sự bây giờ ao ước cái gì? Thì có cuộc sống tốt là mình phải đi lao động để lo cho cháu mình, chứ không phải có cuộc sống tốt rồi bây giờ đó chồng nằm một đống, vợ nằm một đống rồi lên không gian mạng rồi có cuộc sống tốt đâu. Cuộc sống tốt hay không là do mình đó. Mình muốn cuộc sống tốt thì mình phải lao động cho tốt. Muốn cuộc sống tốt, ý thức mình phải cho tốt. Chứ còn bây giờ muốn cuộc sống tốt ở đâu ra mà ý thức của mình nó như là cái nùi dễ rách đó, mà cái như là cuộc sống tốt đâu ra. Đấy. Ở đâu mà không không người ta ban tặng cho mình một cuộc sống tốt mà trong đó mình không có một công trạng nào. Thì cuộc sống tốt làm gì có tồn tại. Cuộc sống tốt nó sẽ tồn tại khi mình phải là vượt khó vươn lên. Đó. Chứ còn bây giờ như theo cái lũ bay là cái ngồi đó mà anh mày anh đó thật sự anh không núi cũng phải lở, mà cái miệng chỗ gà đấy thật sự bả nhai thật sự bê tông cốt thép còn rớt, chứ đừng nói cái câu chuyện mà cái như là tiền bạc. Tao bây giờ mà lũ bay lên cũng bảo rằng là lo cho Đức, lo cho Đức phải đi lao động để nuôi Đức, chứ không phải lên cộng đồng mạng để xin người ta để có tiền lo cho Đức, để cho Đức có cuộc sống tốt. Thằng Đức vẫn còn cha còn mẹ, ủa tại sao thằng Long nó chơi được nó đế được mà thật sự quý vị nó bắt cộng đồng mạng phải lo hả? Cho bản thân nó có trách nhiệm hay không? Thà thằng Long á, nó bị bậy sụi nó nằm liệt giường liệt chiếu thật sự quý vị không cần mình phải lên tiếng, mà cộng đồng mạng người ta thấy như vậy thì thâu hoàn cảnh nó cũng khó khăn như vậy thì mình giúp cho đứa bé sẽ giúp cho thằng Long có một cơ số để nó ăn nó uống nó thuốc nó men, đúng không? Đó là cái tình người. Còn bây giờ bản thân thằng Long đó, nó có vợ nó sinh con đẻ cái mà nó không có trách nhiệm thì cái này con nó mà nó khổ nó cực là do cha do mẹ nó, cha mẹ nó phải có cái trách nhiệm, chứ không thể bây giờ nó còn cha còn mẹ bây giờ bảo rằng trời nó khổ quá, khổ là do cha do mẹ đó, khổ do ông do bà đó chứ đâu phải do xã hội. Khổ thì bây giờ muốn cho cháu mình không khổ, con mình không khổ là mình phải là người khổ, mình phải đi làm đi lao động. Đó. Chứ còn bây giờ mà cứ bảo rằng trời ơi bây giờ đi lao động khổ quá thôi, nó thật sự tìm cái chỗ nào mà cái sông sâu đó ở rồi ta nhắm mắt ta buông xuôi một cái là xuống làm cái tẩm một cái là ta nằm im như đấy luôn, 3 ngày sau là ta bơi lên lại. Ông đội lũ bay bay anh mới phải đi làm chứ, bay anh mà bây chờ cộng đồng mạng nuôi bay bay lên không gian mạng cứ toàn là than khổ không, cái khổ này ai ban, khổ này là do mình chọn đó. Cái khổ này là do mình không đi lao động. Chứ tôi nói bèo bèo đi lao động cũng đủ ăn quý vị, chứ không đến mức nào phải khổ, đúng không? À, bây giờ nó thật sự già cả ăn uống được bao nhiêu à, mà không chịu đi lao động mà cứ là há cái mồm đó mà chờ à, càng ở nhà càng ăn còn dữ chứ. Thật sự đi lao động nhiều lúc quý vị nó mệt mỏi người ta ăn ít lại cũng được, còn đằng này ăn không ngồi rồi ăn không rồi cứ dốc cái miệng lên trần nhà mà nằm đó rồi cái như là nghiên cứu cái món ăn. Hôm nay ăn vịt quay ngày mai ta ăn gọi là gà quay, ngày mốt gọi cỡ như thằng nắm anh bao tới nó mua cho gọi là cua đồ đó ăn, trời ăn toàn ăn sung không đó, mà tao hỏi bây giờ khổ chỗ nào, không có khổ được. Nói kiểu những con người nào mà khổ thật sự quý vị đi tới đâu đấu tranh tôi cũng đấu tranh, tôi cũng đủ cái gọi là cái để mà chứng minh cho quý vị là những con người này không phải là người khổ mà do họ muốn khổ chứ họ không phải là người khổ. Họ chọn cuộc sống như vậy, đó là cái quyền của họ. Nhưng họ đừng có đem lên không gian mạng để họ chài mòi tình thương của người ta để họ kiếm ăn. Và nhất là họ đừng bao giờ đưa hình ảnh một đứa trẻ lên không gian mạng để mà mòi chài cái tình thương của người khác. Đây là cái hành vi nó cực kỳ phản cảm, một hành vi bất nhân, một cái hành vi nó vô sĩ, không chấp nhận được. Đừng có nói câu chuyện mà tại sao tôi cái công chuyện của gia đình tôi mà bà con trên không gian mạng chửi tôi. À, người ta đâu có chửi bà đâu, đúng không? Người ta đang dạy cho bà một cách sống, dạy cho bà một cách có cái ý thức hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Thế còn chửi bà làm gì? Chửi bà thật sự bây giờ mà chửi bà là cây vàng lá úa, chứ còn bây giờ mà chửi bà thật sự bà vẫn sanh tốt thôi. Cái bản chất bà nếu như bà biết đâu đúng biết đâu sai không cần người ta chửi là bà tự có một ý thức bà sống cho tốt đẹp.
Nhưng mà thật sự khi bà là một con người không có một ý thức, bây giờ thật sự có mô cái não bà ra mà có cài cái gọi là cái vi xử lý trong đó đó, thì bà cũng như vậy thôi. Bà cũng như vậy, bà không có gì thay đổi đâu. Cái người ta nói ở đây là để cho mạnh thường quân họ có một cái nhìn riêng đó, nhìn riêng về trường hợp của bà, và người ta không giúp đỡ để cho bà tự lực cánh sinh. Chứ bà nghĩ sao mà cộng đồng mạng đâu đến mức mà rảnh mà lên chữ bà đấy. Bà tự tin dở sợ quý vị. Bà con ơi, anh không ngồi rồi đừng có lên mà chữ tôi. Ông nội bây giờ không chữ bà thì chữ ai, mà mất gì chữ bà. Chữ bà lúc nào chữ bà, lúc nào phân tích bà hiểu, thật sự cũng phải có cái lộ trình chứ. Giai đoạn trước là chữ bà rồi, giai đoạn đây gọi là lên mà lan tỏa chữ nữa. Trời, bà đâu biết nghe đâu mà chữ. Khi nào chữ bà biết đúng biết sai rồi chữ. Chứ bây giờ nó thật sự bà cứ như là một cái thân phận như mà cái là sỏi đá vô tri, thì chữ bà nó cũng là khang hơi rác tiếng thôi. Nó chẳng có một cái gì mà gọi là cái ý nghĩa cả. Đó. Thân mình tự mình khổ là mình ráng mình chịu đi. Đó. Cũng có tay, có chân, có đầu, có cánh, có đồ đủ tất cả kiểu. Nó cũng có một cái miệng đỡ thùng mà sao không có gọi là cái tay đó đi lao động. Để khi nào mình cục tay cục giò đó rồi, lúc đó thật sự mình mới là cần cái sự trợ giúp của cộng đồng. Mà thưa quý vị, tôi nói thật sự, những người mà họ bị bệnh đó, những người họ bị khuyết tật, đại đa số là những người đó họ có cái lòng tự trọng rất cao. Nhiều lúc tôi thấy những người đó, tôi mua với số cho tiền họ, họ không nhận đâu quý vị. Cho tiền họ không nhận đó, mua số thì họ bán, chứ còn cho tiền họ không nhận. Họ giữ cái gọi là cái lòng tự trọng của họ cao lắm, năn nỉ lắm thì họ mới nhận. Cái lòng tự trọng họ cỡ đó. Nhiều lúc là mình phải là cảm phục những cái con người mà có gọi là cái tinh thần như vậy. Thế còn bây giờ bản thân mình nó thật sự còn tay còn chân còn cánh ở đâu đến mức nào mà phải lên không gian mạng để mà chài mồi kiếm ăn đâu. Nhưng mà đây là cái bản chất rồi quý vị. Đã là bản chất thì nó là muôn đời, nó là cái bản chất. Những con người này tôi nói bây giờ có thiên lôi mà dạy dỗ họ thôi. Thế còn bây giờ ai nói đâu mà họ nghe. Đúng không? Cha mẹ họ bây giờ đâu có còn nữa mà bảo rằng cha mẹ nó nghe. Mà thậm chí rằng nếu cha mẹ còn nói họ vẫn không nghe. Ví dụ bây giờ thằng Long Tứ cha mẹ nó còn mà nói nó có nghe đâu. Đúng không? Ví dụ như bây giờ thằng Nắm Bao cha mẹ nó còn sống sờ sờ như vậy. Nói nó có nghe. Có nghe đâu quý vị. Cho nên những cái loại này xin thưa quý vị đó, là nó sống bây giờ là mang chất rằng là sống cái như là qua ngày chờ qua đời thôi. Cuộc sống này nó đâu có ý nghĩa. Bọn này nó sống đâu có một cái giá trị sống. Nó nghĩ rằng hôm nay nó sống được một ngày là nó vui thôi. Nhưng mà những con người họ có ý thức, họ phải hiểu rằng hôm nay ta sống thêm một ngày, ta làm được một cái gì cho bản thân, cho đời, cho gia đình. Lũ này xin thưa quý vị, nó đâu có hiểu một cái gọi là cái chân lý của cuộc sống như thế nào. Nó cứ nghĩ là sống lâu là tốt hả? Không, sống sâu mới tốt, còn sống lâu chưa chắc gì đã tốt hả? Sống phải cho sâu. Sống mình phải hiểu sự sống là gì. Sống phải có ý nghĩa, sống phải có giá trị. Còn sống mà sống lâu thật sự quý vị cũng chưa chắc phải là cái vấn đề sống tốt. Nhưng mà sống phải cho lâu, cho sâu. Cái giá trị cuộc sống có. Cái giá trị bản thân mình có, cái lòng tự trọng liêm sĩ mình còn. Bây đẹp bây giờ bây chơi kiểu bây đua theo vấn đề là cái như là anh mày anh giật của tình thương của mạnh thường quân để bây lấy tiền bây giờ làm của. Vậy đó mà cộng đồng mạng lên án bắt đầu là trời ơi, nó ganh anh, nó anh không, nó ngồi rồi, nó rảnh. Sao mày biết tao anh không ngồi rồi? Để. Thứ mày mà không có người mà lên án đó, không có người mà lên tiếng đó, đó là mày còn bành trướng nữa. Một thằng gọi bá dơ gặp một cái bà gọi là cũng tham lam dớ sợ luôn, nó kết hợp lại cả hai là sao quý vị? Nó mới ra cái tệ nạn xã hội, anh mày trên không gian mạng đó. Anh mày trên không gian mạng cũng là một tệ nạn xã hội. Người ta cứ nghĩ rằng quay những thước phim mà dục lên đó rồi ai thương cho tiền, chẳng có vấn đề chi. Đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó, nó sẽ trở thành một văn hóa ăn mày kiểu vô sĩ. Chứ không phải là không có vấn đề chi đâu. Có nhiều bà con bảo rằng đó, có nhiều bà con hiện bây giờ vẫn comment cho tôi đó, bảo rằng trời ơi đời thường ơi kệ bả đi, đời thường ơi bây giờ bả ăn của cộng đồng chứ bả đâu có ăn gì của mình đâu. Mà ngày nào cũng nói, tôi nói trời đất, sống thế thâu thật sự.
ta ra ta tìm chỗ sông sâu đó, ta gọi ta tắm đi, ta tắm cho gọi là lâu ngày luôn đi, tắm cho 3-4 ngày rồi ta bơi ngược lại rồi ta sẽ hiểu. Chẳng lẽ bây giờ cứ nghĩ rằng không phải là của mình rồi mình không lên tiếng? Ủa sống gì mà vô cảm vậy, sống gì mà vô vị vậy? Ê, bây giờ người ta lường gạt như vậy, trắng trợn như vậy mà mình không có lên tiếng, có nghĩa là mình đồng loại. Cái xã hội là phải là mỗi người chung tay một chút, mỗi người phải có một ý thức một chút rồi kể như là đó mới gọi là mới đóng góp cho xã hội phát triển. Chứ còn đừng sống kiểu thờ ơ vô cảm, cái đó không phải là việc của mình thì mình không lên tiếng. Xin thưa quý vị, đó là cách sống thể hiện một cái là vô cảm, chỉ biết bản thân mình. Sống một cách nó vô vị, sống kiểu đó là thật sự sống chẳng qua là nó sự tồn tại thôi, chứ nó không phải là cái sự sống. Còn lên không gian mạng bây giờ cái thời kỳ khoa học, thời kỳ 5.0 rồi, người ta thật sự thiếu tra về cách công ăn việc làm để kiếm tiền. Đằng này không đâu quý vị, cứ lên là cứ ăn mày thôi. Miễn sao có phim coi, có cộng đồng mạng cho tiền là cứ há miệng đớp như là cá tra. Cho nên là những cái gì tôi nói thật sự quý vị, tôi cũng không mong cầu mà chỗ bà Út Gà với là chỗ thằng mà thằng Long Tứ với thằng Nắm Bánh Bao mà nó thay đổi. Nhưng chúng ta phải có một cái nhìn nó thay đổi về những loại người này. Phải nói là những loại người này phân loại ra quý vị. Những con người này phải phân cho họ một cái loại. Chứ còn bây giờ nó là cái chủng người thì cũng không phải. Phải phân cho họ một cái loại người như vậy để chúng ta có những cái nhìn, cái nhìn về họ và có những cách đối xử với họ. Đó là những thành phần gọi là tách biệt, thì mình phải có những cái nhìn nó đặc biệt cho họ. Thứ mà bây giờ lên không gian mạng mà ăn mày như vậy đó là phải gom chung cho một nhóm đó. Mình thì thật sự mình có lên có nói có rã cái cổ họng thì thật sự những con người kia họ không thay đổi đâu, đấy là cái bản chất của họ rồi. Nhưng mà những mạnh thường quân, những người mà có gọi là cái lòng từ bi đó mà đặt không đúng chỗ thì chúng ta lấy lên để chúng ta đặt lại. Chứ còn tôi nghĩ rằng trồng mà trồng cái gọi là những cái mà vấn đề tử tế với những cái chỗ con người mà nó lưu manh thế này thì gọi là hồi công vô ích thôi quý vị. Nó chẳng có một cái gì mà người ta phát triển, người ta là tốt đẹp lên đâu. Những con người đó là họ chấp nhận cuộc sống rồi. Sống của họ là phải là lợi dụng được người ta để có miếng ăn. Sống của họ là phải là không đi lao động mà có tiền để sống. Đó là cái lối sống của ăn cướp, của phường lường gạt, của cái phường lưu manh. Chứ còn những con người tử tế, xin thưa quý vị, họ có ý thức ở hôm nay đó, mình làm cái gì để có tiền. Nếu như mà trong cái công việc gọi là lao động tự do thì đảm bảo quý vị họ thu xếp cái công việc của họ cả một tuần trước. Đó, tuần sau thứ hai, thứ ba, thứ tư ta làm cái chi. Rồi những người mà giả sử họ là cái là viên chức, công viên chức nhà nước, hoặc là những người mà họ đi làm công nhân, những người mà họ đi làm thợ xây, thợ hồ, họ đều có những cái hoạch định cho vấn đề là cái chuỗi ngày để họ kiếm tiền hết trơn hết trọi quý vị. Thế còn cái thứ gì đây mà tôi hỏi quý vị bây giờ đó, là lên cộng đồng mạng ăn trăm mấy năm trời rồi bây giờ còn quay lại giác cái mỏ với tư tưởng còn đi ăn mày tiếp thì nó ra cái hệ thống gì ở đây? Hả? Muốn ăn mày như vậy đó thì nó thật sự cái mặt nó phải dày. Họ cũng phải có những cái gọi là cũng là một thời gian luyện tập đó quý vị. Quý vị thấy ngày xưa mà cái clip đầu tiên Út Gà nó lên không gian mạng cái mặt cũng đằng thối ra, cái mặt cũng sượng sượng chứ. Mà bây giờ lên miết rồi nó chai rồi. Bây giờ lên miết rồi, ăn mày miết rồi, gọi là nó chay nó lầy rồi quý vị. Bây giờ lên cái mặt nó đâu còn sượng sượng ngày xưa. Mà bây giờ cái mặt thì thật sự quý vị, nó giống như là cái mặt đường ray xe lửa, nó trầy trầy trùi trùi như vậy. Nó mòn liễn như vậy đó. Rồi lên đó rồi mang cái mặt lên mà trưng bày trên không gian mạng. Rồi để cho người ta thương cảm, người ta đặt tiền, đặt đồ vô hả? Rồi nên nhớ cái mặt của mình. Cái mặt của mình là một trong những cái là nó đại diện cho cái sự mà liêm sĩ nhân cách của một chủng người. Mà lên mà ăn mày như vậy, lên mà lợi dụng lường gạt người ta đã có miếng ăn như vậy, đã có cái bỏ vô mồm, thì tôi nói thật sự cái nhân cách nó rễ thúi luôn. Chỉ có gọi là cái Nắm Bánh Bao mà cái lớp vô đó mà để mà PA, để mà kiếm ăn thôi quý vị. Những cái loại người mà nhân cách không có, liêm sĩ không còn, như Nắm Bao sẵn sàng làm tất cả những việc bất chấp.
cái dạng mà thật sự người ta nói một câu là cái phường phường bất hảo. Thành Nam Bao là một trong những cái phường đó, phường bất hảo, một trong những đối tượng phải là cái như là khoanh vùng để mà theo dõi. Vậy hiện bây giờ thật sự quý vị, nó chưa kể như là xóa an tích. Hiện bây giờ nó chưa xóa an tích, có nghĩa rằng bản thân nó cũng là một trong những cái đối tượng cũng đang khoanh vùng để mà theo dõi. Để cho nên vì sao mà tôi thật sự khi mà tôi nghe thằng này đó, nó có những cái tiểu sử nó hèn chi, cái nhân cách nó rẻ thúi quý vị. Chứ còn những người mà họ biết đúng biết sai, xin thưa quý vị, cái nhân cách của họ là nó khác. Nhân cách họ là play lắm. Còn nhân cách thằng này là một trong những nhân cách thối, một trong những nhân cách mà cái như là rẻ tiền. Mày lên không gian mạng mà mày cứ nghĩ rằng ở bây giờ đó lợi dụng được ai lợi dụng. Cái tư tưởng này cũng giống y xì tư tưởng út gà. Cho nên nó có một cái câu chung chung á, trời ơi mình không cho người ta thì mình đừng có nói. Y xì vậy quý vị. Ủa không cho người ta chứ mắc gì, nó thật sự cái miệng tôi có mà sao không cho tôi nói. Vì sao tôi không cho chứ, ít ra tôi nói vì sao tôi không cho. Thế còn bây giờ thật sự quý vị, tôi chắc ăn rằng tôi sẽ không cho những cái loại người này. Đấy, nhưng mà phải cho tôi nói vì sao tôi không cho. Chứ còn bây giờ cứ nói một câu trời ơi mình không cho người ta thì mình không nói. Không nói để cho sập bẫy hả? Không nói để cho một số người sau sập bẫy hả? Không cho nhưng mà phải cho tôi nói chứ không cho tiền. Thì cho tôi nói vì sao tôi không cho. Để cho những người mà họ đến sau họ nghe được vì sao những con người này mà xã hội người ta phải phẫn nộ. Vì cuộc sống của họ là như vậy. Anh mày anh giật như vậy. Lưu manh đầu đường xóa chợ như vậy. Bày đặt lên không gian mạng tỏ vẻ thanh cao. Đấy, quý vị. Thưa quý vị. Cái buổi trò chuyện tới đây thì tôi cũng xin phép là cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tạm biệt tất cả quý vị và hẹn lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện kế tiếp. Quý vị đừng quên cho Đời Thường TV xin một like cho quý vị. Quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký và chia sẻ giúp clip này có sự lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bye bye và hẹn lại quý vị.